Thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ, quận Ô Môn cũng đã triển khai rà soát tiếp nhận hồ sơ của người dân. Ủy ban nhân dân quận Ô Môn đã yêu cầu các khu vực trên địa bàn quận đến tận nhà người dân hỗ trợ việc khai báo thông tin theo mẫu đề nghị hỗ trợ của thành phố. Các khu vực sau khi nhận giấy đề nghị hỗ trợ của người dân sẽ tổng hợp và gửi về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân quận thẩm định phê duyệt theo đúng đối tượng để sớm hoàn thiện hồ sơ và cấp phát theo quy định. Theo đó, quận Ô Môn đã tiếp nhận 6.440 hồ sơ của các đối tượng là người lao động tự do hành nghề bán lẻ xổ số lưu động, bốc vác, thu mua phế liệu, vận chuyển hàng hóa, chạy xe Honda ôm, bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, bán hàng ở chợ truyền thống, chợ dân sinh, rửa xe, sửa chữa đồ gia dụng, lao động làm việc thời vụ, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống, du lịch và làm các công việc khác, phải tạm ngừng hoạt động do dịch COVID-19.